đó là thời gian là bao lâu để mình biết được là mình không phù hợp với pháp thiền niệm hơi thở để chuyển sang đề mục thiền niệm Kasina, và mình có thể tự thay đổi cái đề mục thiền được hay không, hay là cần phải có thiền sư chỉ định? Và câu hỏi thứ hai là vì sao mình biết được vòng sinh tử luân hồi là rất là đau khổ và nhiều hiểm nguy, và mình cũng biết được là chỉ có pháp hành thiền chỉ quán mới là cách để mình vượt khỏi vòng sinh tử đó, nhưng mình lại dễ vui trong pháp hành thiền. Câu hỏi thứ ba là dạ xíu con hỏi con quên. Cái thời gian để mình biết mình có phù hợp với cái pháp thiền đấy hay không phải trên dưới 1 năm thì mới xác định được. Nếu như mà mình thực hành một cái pháp thiền liên tục trong vòng khoảng 1 năm liền mà nó không có sự tiến triển gì, nó không có một chút tiến bộ nào và mình gặp rất nhiều khó khăn trong pháp ấy, thì lúc ấy mình có thể thay đổi sang một pháp khác. Đấy là cái thời gian tương đối như thế thôi. Để có những người có thể hành 3 tháng không phù hợp mình đổi được, có những người sẽ hành liên tục 1 năm, có những người có thể hành nhiều năm mà thấy nó không phù hợp rồi đổi, thì cái sự thay đổi ấy nó tùy theo cái tư tưởng, theo nguyện vọng, theo mong muốn của mỗi người, chứ không có cố định là thời gian ai cũng phải như ai. Nhưng mà 1 năm thì mình có thể xác định được, nếu như nó không có tiến bộ gì mình có thể đổi sang một pháp thiền khác. Nếu như mình đang học thiền với một cái vị thiền sư, một vị thầy, thì mình cần phải trình bày với vị ấy rồi mình hãy đổi, và cái vị đấy sẽ hướng dẫn cho mình cách một cái pháp thiền khác. Còn nếu mình tự thực hành thì mình tùy theo sự lựa chọn của mình có thể đổi. Mình có thể thực hành pháp này một thời gian, không thấy phù hợp thì đổi sang cái pháp khác một thời gian. Nếu như khi mình thực hành mình cảm thấy nó dễ nhận biết cái pháp thiền ấy, và trong lúc ngồi mình cảm thấy tâm mình nó an hơn, nó ít phóng tâm hơn, nó thích thú hơn, nó hoan hỷ hơn, đạt được cái sự định tĩnh, đạt được sự nhất tâm hơn, thì là mình đang phù hợp với pháp thiền ấy. Và cố gắng thực hành cái pháp thiền đấy cho đến khi nó đắc định, cho đến khi nó vào được cái định thâm sâu. Khi một người mà đã đắc được một pháp thiền rồi thì sau này mình hành những cái pháp khác nó rất đơn giản, rất dễ dàng. Như người nào mà đã thực hành đắc thiền hơi thở rồi, bây giờ mà chuyển sang hành một cái Kasina này thì chỉ trong vòng 1 tiếng thôi là mình cũng đã đắc được cái pháp đấy rồi. Tức là nếu như mình đã vào đến sơ thiền, nhị thiền hay tam tứ thiền của thiền hơi thở rồi, bây giờ mà chuyển sang hành Kasina này chẳng hạn, thì chỉ trong vòng 1 tiếng là mình cũng sẽ vào được sơ thiền của cái Kasina này. Tức là khi mình đã đắc một pháp rồi thì thực hành sang một cái pháp khác nó dễ dàng như vậy, nó đơn giản như vậy. Còn khi mình chưa đạt định, chưa đắc định với một pháp thiền nào thì khi hành cái nào nó cũng khó, hành cái nào nó cũng phải mất một thời gian dài, một cái thời gian để công phu liên tục như vậy để chế ngự các vọng tưởng, chế ngự các cái phiền não, các triền cái, rồi dần dần cái chánh niệm đấy nó tăng lên mình mới thành tựu, mới thành công được. Còn ở trong cái vòng luân hồi sinh tử, thực ra mình là cái người không có thấy được cái vòng luân hồi sinh tử, mình chỉ là người có niềm tin do mình học pháp của Đức Phật. Nhờ thấy Đức Phật có dạy là một người sau khi chết rồi sẽ đi tái sinh sang kiếp sống khác, thì đấy là ở trên cái phương diện là mình nhận thức ra được, do mình có nghe pháp của Phật mình có biết điều đấy nhưng chưa thấy điều đấy. Còn với một người thực hành mà có kết quả rồi, trong cái quá trình thực hành thiền chỉ quán này, mà người nào mà có thể đắc được định, mà phát triển định vào đến mức độ thâm sâu, vì ấy cũng có thể phát triển được túc mạng trí và nhớ lại được đời sống quá khứ, hoặc là thực hành đến thiền quán phân biệt được thân năm uẩn, vì ấy quán về được các kiếp sống quá khứ. Khi quán được các kiếp sống quá khứ rồi thì lúc đấy mình sẽ đoạn trừ được cái hoài nghi là nó có kiếp trước hay không có kiếp trước,
có kiếp sau hay không có kiếp sau. Và lúc đấy mình sẽ có cái niềm tin tuyệt đối, giống như là một cái người mình đã thấy rồi thì không bao giờ còn nghi ngờ nữa, dù ai nói gì cũng không bao giờ mất được niềm tin của mình. Còn mình chưa thấy, mình chỉ nghe thôi, thì cái niềm tin này nó có thay đổi, lúc thì nó mạnh, lúc nó yếu. Khi nào cái niềm tin của mình nó mạnh mẽ, mình sẽ khởi lên cái tâm tu tập mạnh mẽ. Khi nào mình bị những cái phiền não hay là bị cuốn hút theo những cái công việc, cuốn hút theo cái cảnh trần, theo những cái niềm vui ở thế gian, thì lúc đấy cái niềm tin về giáo pháp này nó yếu đi. Lúc đấy mình lại phóng dật, lại năng xăng, lại lười biếng trong sự thực hành pháp. Vậy nên mình để mình giữ được cái sự tinh tấn, để giữ được cái niềm tin, để có cái động lực mà thực hành pháp, thì phải nghe pháp thường xuyên, phải nghe giảng pháp, phải học kinh, phải thân cận những cái môi trường có sự giảng dạy về Phật pháp, thì mới giữ được cái niềm tin ấy. Còn nếu như mình thực hành mà có kết quả để thấy được kiếp trước, thì lúc đấy nó không còn là niềm tin nữa, mà nó đã thể nhập, trở thành cái trí tuệ của mình rồi, nó trở thành cái tuệ giác của mình. Thì lúc đấy cái niềm tin ấy không bao giờ mất đi được. Và trong cái quá trình nhớ lại những kiếp sống ấy, thì mình sẽ thấy có những kiếp mình sinh về những cõi an vui như cõi thiên giới, có những kiếp sinh lại làm người, nhưng cũng có những kiếp phải sinh ở những cái cõi khổ đau như các cái cảnh giới địa ngục hay là súc sinh hay ngã quỷ. Nếu như mình mà thấy lại được thì mình sẽ cảm thấy nó rất là kinh cả. Còn mình nghe ở trong kinh Đức Phật nói ấy, thì người nào mà có cái niềm tin mạnh mình cũng có một chút kinh cả, nhưng nó không kinh cảm bằng nếu như mình thực sự thấy. Nếu như là một người nào thực sự mà quán được ấy, thì nó kinh cảm, nó kinh cảm một cách tuyệt đối, và nó sẽ có cái tâm mong muốn đạt đến sự giải thoát một cách tuyệt đối. Vậy nên là mình muốn có được cái sự tinh tấn mà nó không còn thối chuyển nữa, thì phải cố gắng thực hành cái pháp thiền chỉ, thiền quán này, để cho đến cái giai đoạn mà mình có thể quán lại được những cái kiếp quá khứ của mình. Thì lúc đấy sẽ chỉ còn lúc đấy thì mình sẽ nhàm chán hết tất cả những cái chuyện hơn thua yêu ghét ở trên thế gian. Những cái niềm vui, những cái hạnh phúc ở thế gian này nó rất là mong manh, vô thường, giả tạo. Và mình thấy là chỉ có cái con đường tu tâm, cái con đường mà đi đến chấm dứt cái vòng tái sanh ấy mới là an ổn, mới là an toàn, mới là chấm dứt khổ đau. Còn ngày nào mình còn ở trong sinh tử này, mình vẫn chưa thoát khỏi khổ đau. Vì bất cứ lúc nào cái phiền não nó cũng có thể khởi lên, và mình có thể tạo những ác nghiệp và có thể bị đọa vào những cái cõi khổ đau. Và chỉ khi nào mình đoạn trừ hết được phiền não rồi, nó mới không tạo ra ác nghiệp nữa, thì mình mới chắc chắn không còn phải tái sinh vào cõi khổ đau nữa. Vì điều đó nó mới làm cho mình có cái động lực để tinh tấn, để tu tập cho đến khi mình có kết quả. Dạ con thưa sư, là với một người đã thọ giới nhưng phạm giới và đã sám hối, thì việc đắc thiền thông đạo quả đối với người đó là có thể có xảy ra trong kiếp hiện tại này hay không ạ? Con cảm ơn sư. Khi phạm giới thì mình sám hối, và khi sám hối rồi thì mình buông xả đi, mình đừng có trạo hối, đừng có bận tâm lại nữa. Chỉ khi nào một người phạm vào tội ngũ nghịch trọng tội mới không thể thực hành được pháp nữa. Tức là những người mà phạm vào cái tội nó quá nặng, cực trọng tội ấy, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, thì chỉ có 5 cái tội đấy là không thể nào chứng đắc được tu tập, không thể chứng đắc được thiền hay đạo quả. Còn tất cả các tội khác đều sám hối được. Vậy nên là nếu mình không phạm vào những cái trọng tội ấy thì đừng có lo. Là một người phàm phu có thọ giới nhưng không thể giữ giới một cách thanh tịnh, trong sạch tuyệt đối được, sẽ có lúc nó phóng dật vô tình hoặc cố ý. Nếu như mình đã phạm giới thì chỉ cần thành tâm sám hối, ngăn ngừa những cái nỗi ấy, cố gắng không để tái phạm ở tương lai, thế thôi. Còn đến lúc thực hành vẫn thành tựu, vẫn chứng đắc được các pháp.
Dạ con thưa sư, con có hai ý hỏi về ca si ná đen và cũng là hỏi chung cho ca si ná màu luôn ạ. Dạ thứ nhất là con ngồi con nhìn vào người đằng trước thì con nhìn vào mái tóc của người đằng trước, nhưng mà lúc cái tâm của con ghi nhớ thì nó ghi nhớ luôn cả cái thân hình, cả cái lưng và cái người luôn ạ. Thì không biết là như vậy thì có đúng không? Và khi mà con ý thứ hai là khi con niệm đen 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 thì có lúc cái tâm của con nó bắt sang cái đồ vật mà con hay sử dụng ở nhà, cụ thể là một cái túi vải màu đen, thì nó do sử dụng hàng ngày nên là con nhớ rõ hơn và con không biết là con chuyển tâm con niệm đen đen ở trên cái đồ vật đó thì có được không ạ? Dạ. À, khi mà nó mình chú tâm vào một cái đối tượng nhưng nó vẫn có những cái phóng tâm, nó vẫn có những cái vọng tưởng, nó vẫn có những cái hình ảnh khác nó xen tạp vào, và cái chuyện đó là rất bình thường, không sao cả, không sao cả, mà mình cứ làm nơ nó đi, không cần phải tỏ ra căng thẳng khó chịu với những cái hình ảnh nó nàng vàng nó xen tạp vào đấy. Khi mà mình hướng tâm đến mái tóc, niệm tóc tóc mà nó vẫn nàng vàng, nó suy xét có những cái vọng tưởng khác nó khởi lên cũng không sao cả, cứ nằm nơ nó đi, mình đừng có chú tâm vào đây. Và khi mình niệm đen đen, trong cái lúc mình niệm như vậy, những cái vọng tưởng nó xen tạp vào nó vẫn khởi lên, cái hình này hình kia nó khởi lên cũng không sao, mình cũng không nên chú tâm vào nó. Khi mà nó bắt sang một cái hình khác, mình đừng có chạy theo nó, đừng bị cuốn hút theo nó, mình cứ để tâm vào cái màu đen đấy và cứ niệm, và mình coi những cái hình ảnh kia nó chỉ là những cái tạp niệm, nó chỉ là những cái năng xăng, nó chỉ là những cái phóng tâm, và đó không phải là đối tượng của mình. Mình phải xác định cho mình một cái đối tượng cụ thể, và mình phải duy trì giữ cái tâm ở mình trên cái đối tượng đấy trong suốt thời thiền, chứ mình không nên xuất hiện cái hình ảnh gì cũng đi theo nó, không nên xuất hiện bất cứ một cái tạp niệm gì mình cũng đi theo nó, mà mình phải xua nó đi, gạt nó đi hoặc phất nờ nó đi và cứ tiếp tục niệm như thế. Và một lúc sau thì vọng tưởng nó đến rồi một lúc sau thì mình lại gạt nó đi rồi nó lại cái vọng tưởng khác nó lại đến. Trong suốt thời thiền nó vậy, mình luôn phải tinh tấn giữ cái tâm ở mình trên đúng cái đối tượng ấy, phải tinh tấn để ngăn ngừa tâm của mình nó hạn chế khởi lên những vọng tưởng. Và khi nó đã khởi lên một cái vọng tưởng nào đấy rồi thì mình phải tinh tấn để chế ngự nó, để xua đuổi nó, để buông bỏ nó đi, rồi sau đó lại quay trở về với cái pháp của mình, với cái đề mục của mình, và cứ duy trì sự thực hành suốt thời thiền như vậy. Vậy thì ngồi thiền mình cũng không phải là ngồi an nhàn hưởng thụ cái sự an lạc an lành, mà mình vẫn phải có cái sự tích cực, phải có cái sự nỗ lực, phải có cái sự cố gắng một cách vừa phải, tức là có cái sự tinh tấn một cách vừa phải ở trong đấy. Dạ con bạch sư, cho sư cho con hỏi á, buổi chiều nay mà khi mà sư dạy thiền cái ca si ná thì con thấy có cái sự khác nhau giữa hai thời thiền lúc con thiền. Thì cái thời thiền đầu á thì con thấy cái ánh sáng đó chỉ trong vòng khoảng chừng 5 cho tới 10 phút thì cái ánh sáng đó nó xuất hiện, nó giống như là một cái phần tư của vòng tròn á, thì nó xuất hiện ở giữa hai cái chân mày. Và con cảm giác nó giống như là cái ánh sáng đó nó mờ, nhưng mà nó giống như là khi mà nó có một cái radar nó quẹt qua sư, thì nó sáng rõ hơn rồi nó lại mờ đi. Rồi lúc đó thì con vẫn tiếp tục niệm là đen 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 đen. Thì sau đó cái ánh sáng đó nó tan đi.
Thì sau một lúc đó, thì con lại thấy có một cái luồng sáng ở bên khóe mắt phải. Nó giống như nó chiếu vô, nó giống như một cái khe vậy đó sư. Thì con quan sát nó thì con vẫn tiếp tục là niệm đen đen đen. Thì con thấy sau đó cái phần sáng đó nó càng ngày nó sáng hơn. Nó sáng hơn và nó tập trung thành một cái vòng tròn từ cái phần mũi xuống tới cái miệng đó sư. Và cái ánh sáng đó nó giống như một cái làn sương mỏng mà mình đi ở trong đêm mà dưới ánh đèn sáng đó sư. Thì cái đó có phải là cái ánh sáng mà sư nói không? Đúng, đúng rồi đấy. Cái đấy là cái người bắt đầu xuất hiện cái chuẩn bị tướng, cái sơ tướng là nó như thế nhá. Mình hành bất cứ một ca si ná nào cũng vậy. Khi bắt đầu nó có định thì nó cũng đều xuất hiện cái ánh sáng. Lúc đầu nó mờ mờ như thế, nó như sương, nó như khói. Rồi mình cứ tiếp tục để tâm nhẹ nhàng và niệm đen đen đen. Cứ niệm rất nhẹ nhàng nhá, đừng căng thẳng, đừng chú tâm mạnh quá mà cứ để tâm vừa vừa. Và cứ niệm liên tục như vậy và mình không ép nó phải sáng lên. Cứ để nó tự động, nghĩa là làm sao mình giữ được cái tâm ổn định ở trên đấy. Thì dần dần cái ánh sáng đó nó trắng đi, rồi dần dần nó tỏa sáng rực rỡ đi. Đầu tiên là nó ở trước mặt mình, rồi sau đó nó bung sáng khắp cả cái trước mặt. Nhưng mà mình chỉ để tâm vào một cái điểm bằng trong lòng bàn tay này thôi. Và cứ tiếp tục niệm như thế. Niệm cho đến phải niệm một thời, cái giai đoạn đầu phải niệm rất là lâu. Phải niệm có khi nào mình duy trì cái ánh sáng được cả một tiếng, hai tiếng cơ. Nó rực rỡ rồi thì mới không cần phải niệm nữa. Còn nó còn yếu thì cứ phải niệm. Nhưng mà đến cái thời sau ngồi thiền cũng thế. Cứ bắt đầu nhắm mắt lại rồi mình nhớ lại cái mái tóc đó, nhớ lại cái màu đen đó. Hoặc mình nhìn vào bất cứ một cái màu đen nào khác cũng được. Rồi sau đó mình hình dung lại cái màu đen đấy và niệm đen đen đen. Là nếu như cái tâm mà ổn định ấy, cái tâm mà an ổn ấy, không có những cái loạn động nhiều ấy, thì nó lại xuất hiện như thế. Nó lại xuất hiện cái vầng sáng như vậy. Rồi nếu như một cái thời thiền mà kéo dài liên tục 1 tiếng, 2, 3, 4 tiếng ấy, thì là nó sẽ sáng rực rỡ này. Nhưng mà cũng có lúc nó sẽ mất đi. Nếu như mình cái tâm phiền não khởi lên, một cái bất an, một cái loạn động nó khởi lên, thì cái ánh sáng ấy nó mất đi, thì mình lại phải hành lại từ đầu. Lại phải đi nhìn vào một cái vật đen đó, rồi sau đó nhắm mắt lại và niệm tiếp. Cái thời thiền thứ hai á, thì con thấy cái việc mà ánh sáng xuất hiện đó nó lâu hơn so với cái thời thiền đầu. Thì con không biết có phải là do cái thời thiền đầu lúc đó giống như mình không có kỳ vọng, mình không có biết là cái gì nó sẽ xuất hiện, nên mình cứ để cho nó tự nhiên. Nhưng mà khi mà nó đã xuất hiện rồi thì tới cái thời thứ hai á, thì giống như là cái tâm của mình nó dính mắc vô trong đó và mình giống như mình có cái kỳ vọng, thì con thấy cái sáng nó xuất hiện nó lâu hơn so với cái thời đầu. Thì có phải vậy không sư? Có, đúng. Nếu như mình có mong cầu, có khởi cái tâm quá là háo hức, phấn chấn, thích thú và muốn nó xuất hiện sớm, thì cái đấy là bị tâm bị động. Động là do mình mong muốn đó. Thì giờ phải giữ lại cái tâm thản nhiên như lúc đầu ấy. Mình phải rất là tự nhiên như vậy, không mong cầu gì cả, nó xuất hiện một cách tự nhiên như thế. Mình không có chủ động gì hết. Thì nhớ lần sau ngồi cũng thế, đừng nhớ lại, đừng mong cầu lại cái mà mình đã thấy hôm nay, và cứ niệm như thế thôi, cứ niệm thản nhiên như thế. Rồi khi nào nó xuất hiện ấy, thì cũng giữ cái tâm thản nhiên nhất, bình thường nhất, và cứ tiếp tục niệm thì nó sẽ giữ được. Còn nếu như mình có một cái suy xét nào ở trong đấy, có cái phân tích nào ở trong đấy, có cái mong muốn điều khiển theo ý thích của mình, là nó sẽ mờ đi. Còn nếu mình cứ giữ được cái tâm ổn định, tự nhiên, thì dần dần nó sẽ sáng rực lên. Sư cho xin cho con hỏi tiếp là, như vậy thì tại vì mình có tới 40 đề mục thiền đó sư, như vậy thì mình như là những cái tụi con là tập thiền ở tại gia đó, như vậy thì lúc nào tụi con nên biết là nên chọn cái pháp thiền nào? Mà mình đây là mình đang tập thử. Dạ. Đang tập thử để xem mình phù hợp với pháp nào, sau đó về mình phải lựa chọn. Tự mình lựa chọn thực hành một cái pháp nào đấy để chuyên sâu. Nếu như mình chuyên sâu thiền hơi thở thì cứ thực hành thiền hơi thở. Chuyên sâu về một ca si ná nào đấy phải thực hành ca si ná đấy liên tục một thời gian dài. Và mình phải thực hành một cái pháp đấy cho đến khi nó đắc các tầng thiền. Khi đắc các tầng thiền rồi sau này mình hành qua những cái pháp này nó rất là nhanh. Mình đã hành vào sơ thiền của một ca si ná,
của một pháp này. Thì lần sau mình chuyển sang hành một cái bài mới thì cũng chỉ trong một thời thiền là nó cũng vào được sơ thiền. Đấy, nó dễ như vậy. Nên là phải chuyên sâu về một pháp. Mình học thì nhiều, nhưng khi mà áp dụng thực hành thì mình phải chọn một pháp để thực hành chuyên sâu và có những cái pháp để hỗ trợ. Nhưng mà khi mình hành những pháp thiền như thiền đại tâm từ, thiền niệm về ân đức Phật, niệm ân đức Pháp, ân đức Tăng, đấy là những cái pháp thiền hỗ trợ. Thế là trong lúc đấy mình có thể kết hợp, mình dành ra 15, 20 phút để niệm Phật hoặc niệm Pháp hoặc niệm Tăng. Cái đấy mình tùy mình lựa chọn. Có hôm nay mình niệm pháp này, ngày mai niệm pháp khác, ngày kia niệm pháp khác. Sau đó thì mình quay về một cái pháp thiền, đó là thiền hơi thở hoặc thiền ca si ná này. Mình chỉ chọn trong 10 ca si ná, chỉ chọn một ca si ná để thực hành chuyên sâu. Thì thực hành chuyên sâu một ca si ná, mình thử, đầu tiên là thử mỗi pháp một chút. Sau đó mình thấy hợp cái pháp nào, ngồi cái pháp nào mà thấy nó nhanh có định nhất, mình cảm thấy hoan hỷ nhất, thì mình phải chọn cái pháp đấy và thực hành chuyên sâu. Thỉnh thoảng mình hành thử thêm những cái pháp khác một thời thì không sao cả, mình vẫn có thể hành thử được. Sau đó thì mình hãy lựa chọn trong 10 ca si ná này chỉ chuyên sâu về một ca si ná cho đến khi nó đắc thiền thì thôi. Con xin thêm một câu nữa sư. Sư, như vậy thì cái lúc mình hành thiền á, thì khi mà mình nhắm mắt á sư, thì cái việc nhắm mắt đó nó có phải là một cái kỹ thuật trong cái phần mình hành thiền không? Thí dụ như mà mình nhắm chặt hay mình nhắm lỏng hay là như thế nào á sư? Cái nhắm rất tự nhiên, không có gượng ép một chút nào, không có chủ động thế nào, cứ tự nhiên để nhắm con mắt lại thôi. Không có, tức là không phải nhắm chặt nhé, mà nắm nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng không được để hở một chút nào nhé. Không được chớp mắt, không được nim dim mắt, mà phải nhắm hoàn toàn để mình không nhìn thấy bất cứ một cái gì bên ngoài. Đôi khi mình chớp mắt thì mình thấy một cái ánh sáng nó xuất hiện, nhóe lên một cái mình lại tưởng là mình thấy ánh sáng. Nên là tuyệt đối không được chớp mắt và không được mở mắt ra. Như vậy thì cái con ngươi của mình ấy, lúc mà mình nhắm mắt ấy, thì mình cũng nhìn xuống luôn hay là mình sẽ vẫn nhìn thẳng hả sư? Cái lúc mình nhắm mắt vào rồi thì mình không còn khái niệm về con ngươi nữa. Nó không còn cái khái niệm về con mắt nữa. Cho nên nó ở đâu mặc kệ, nó không nên bận tâm đến nó nữa. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, A Di Đà Phật, con chào sư. Dạ, sư cho con hỏi là nãy con ngồi thiền thì con cũng cảm giác như ở đây có một mình con vậy đó, rất là nhẹ, và con cũng thấy được là cái ánh sáng đó. Xong mà khi mà con nhận được, thấy được cái ánh sáng đó thì nó không rộng, mà khi mà con thấy được ánh sáng đó rồi, tự nhiên những cái sự việc trong cuộc sống của con nó hiện ra rất là nhiều. Sư có thể giúp con tịnh hơn được không ạ? Cho con phương pháp để tịnh hơn. Khi mà nó xuất hiện ánh sáng thì mình cứ tiếp tục niệm và đừng đi theo cái ánh sáng đấy, đừng quan tâm đến màu sắc của nó, đừng quan tâm đến hình dáng của nó, tức là đừng tưởng tượng ra một cái cảnh gì ở trong đấy. Còn trong lúc ngồi thì nó có những cái vọng tưởng về cuộc sống hàng ngày, thì đó chỉ là một cái vọng tưởng thôi, hãy biết nó là vọng tưởng, rồi lại tự mình nhắc nhở tâm mình là những cái suy nghĩ này, những cái vọng tưởng này nó không có lợi ích gì cả. Hãy buông nó đi, hãy gác nó lại, hãy quên nó đi. Tiếp tục thực hành thiền, tiếp tục thực hành thiền. Tự mình nhắc nhở như vậy rồi những cái vọng tưởng đấy nó sẽ tự động nó biến mất. Ở khi một lúc sau nó lại xuất hiện những cái suy nghĩ, những vọng tưởng khác, thì lúc đầu nó xuất hiện còn hiếu thì cứ nằm nơ nó đi. Khi nó xuất hiện mạnh quá, rõ ràng quá thì tự mình lại nhắc nhở mình, hãy buông bỏ cái vọng tưởng này đi, hãy tiếp tục thực hành thiền đi, hãy chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Và cứ thường xuyên như thế, trong mọi thời thiền đều phải có cái sự buông bỏ như thế, đều có cái sự thức tỉnh mình, đều có cái tự nhắc nhở mình, đều có cái sự là buông xả những cái vọng tưởng đấy đi, rồi dần dần cái vọng tưởng ấy nó sẽ bớt đi, nó yếu đi. Dạ, A Di Đà Phật, con cảm ơn sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con bạch sư. Dạ, trong cái lúc mà con hành thiền ca si ná thì kiểu lúc mà con mới nhắm mắt lại thì con thấy nó tối đen. Nên là kiểu con mà hình dung ra cái mái tóc là con phải kiểu là tưởng tượng ra có cái mặt ở đó, kiểu có cái màu gì đó để con biết hình dung ra cái mái tóc á. Thì như vậy thì nó có đang đúng pháp hay là, với lại là
con thấy là con hơi khó tập trung vào cái việc là con phải cứ hình dung liên tục ra cái mái tóc, nên là mong sư chỉ cho con cái cách mà để con tập trung như vậy. Dạ. Mình không cần rõ quá, tại vì mình cảm thấy khó là do mình cứ cố gắng thấy rõ như mình thấy bằng mắt. Mình thấy bằng mắt thì nó rất là rõ ràng, nhưng mà khi thấy bằng tâm thì nó chỉ là một sự cảm nhận thôi. Cảm nhận thôi, có cái hình ảnh đấy, nếu như nó xuất hiện thì nó chỉ lập mờ một chút xíu thôi. Và mình không cần phải cố gắng thấy cho rõ, mình chỉ cần hướng tâm đến đấy và mình hơi lơ mơ thấy cái mái tóc, tưởng tượng ra một chút xíu vậy là đủ rồi nhé. Rồi sau đó mình nghĩ đến màu đen và niệm đen đen đen. Và trong cái quá trình đấy, suốt cái quá trình, kể cả khi mình niệm cái màu đen đấy cũng vậy, mình cũng không cần nó phải rõ ràng quá, không nên cụ thể quá, mà thực hành trong cái trạng thái tương đối như thế, ở cái mức độ vừa phải như thế, thì cái mức độ đấy lại thành công. Còn nếu mình cứ cố gắng thấy cho rõ thì nó lại không thành công, nó lại càng loạn tâm đi, nó căng thẳng đi, mà lại không đắc định được. Cứ thản nhiên bình thường, hài lòng với cái sự thực hành ở cái vừa vừa đấy, trung bình đấy, nơ mơ đấy, thì nó lại thành công. Dạ, với lại là cái thời gian mà Phật tử tụi con nên là hành thiền, tự hành thiền ở nhà nó lên là bao lâu sư? Ừ, tùy tùy theo cái hoàn thời gian của mỗi người, ngồi được bao nhiêu cũng được. Thực ra thì một thời thiền mà muốn có kết quả thì phải 2 tiếng, nếu mà muốn vào được định sâu ấy. 1 tiếng đầu ấy thực ra nó rất nhiều vọng tưởng, và 1 tiếng đầu nó có vào định nó cũng chưa sâu. Nếu người nào mà hành thiền mà chuyên sâu thì có thể là đầu tiên mình tập ngồi 1 tiếng, sau đó thì tăng lên 1.5 tiếng, rồi sau đó tăng lên 2 tiếng. Nếu mà ngồi được 2 tiếng thì mình sẽ vào được những cái mức định rất là sâu, và có khả năng phát triển cái định đấy vào đến các tầng thiền được. Còn nếu như mình ngồi để biết an an một chút ấy, ngồi một chút cho nó an tâm ấy, để cho nó biết cái pháp môn thực hành, để cho những cái lúc nào mình phiền não, mình căng thẳng ấy, thì mình ngồi thiền một chút cho nó an ổn. Mình không có cái tư tưởng là muốn chuyên tu về cái pháp giải thoát giác ngộ này, thì mỗi ngày ngồi 30 phút 1 tiếng. Còn nếu như một người nào thật sự muốốn chuyên sâu, muốn có những kết quả, muốn đạt được những kết quả cao, thì một thời thiền phải kéo dài được 2 tiếng. Dạ, với lại cho con hỏi một ý nữa là hồi nãy cái thời thiền thứ sau ấy ạ, là cái lúc mà con cảm thấy con hơi kiểu con không có nhớ được cái mái tóc, với lại kiểu thì con thấy cảm giác nó hơi kiểu hơi hoang mang, hơi khó chịu ạ. Thì con chuyển qua là con hành thiền hơi thở một xíu xong con quay lại, thì như vậy thì có được không sư? Được, hành như thế cũng được. Thì mình có thể trước tiên vào một cái pháp thiền này mình hành lại một cái pháp thiền khác. Có thể hành thiền hơi thở trước cũng được, hành giải tâm từ trước cũng được, niệm ân Đức Phật, pháp tăng gì đấy đều được hết. Dạ con cảm ơn. Dạ con xin tri ân sư. Sư cho con hỏi là ví dụ như còn cái đề mục thì nó có trắng đỏ đen vàng đó sư, thì còn những cái đề mục lại còn lại thì nó có khác nhau gì không sư? Tức là con nghĩ là có, ví dụ như màu trắng nó có là về đất, nước, lửa, gió gì trong 4 cái màu sắc đó không sư? Tại vì cái con có cái tâm là giống như con, tự nhiên con không thích màu đen mà con thích màu trắng, thì bây giờ là con niệm màu trắng thì lúc đó là nó có liên hệ gì với 4 cái màu đó, nó có liên hệ vì khi mà đất, nước, gió, lửa hay là cái gì không sư? Hoặc là đúng là thì một màu là cũng được rồi, tại sao lại có màu trắng, rồi màu đỏ, màu vàng gì nữa? Dạ, con chỉ chư ân sư. Tại vì mỗi người sẽ phù hợp với một màu khác nhau. Có người thích màu trắng nhưng có người thích màu đen. Có người thích hợp với màu vàng, có người hợp màu đỏ. Đấy là cái tính cách mỗi người nhé. Ví dụ hàng ngày tại sao có người thích mặc áo đen lại không thích mặc áo trắng? Có người tại sao cứ thích mặc áo trắng, không thích mặc áo đen? Đấy nha, cái tâm tánh của con người ta, mỗi người có một cái ý thích, có một cái sở thích với những cái màu sắc khác nhau. Vậy nên là thường thường mình hàng ngày mình thích màu gì thì là mình sẽ hợp với cái ca si ná màu đấy. Tại vì hàng ngày mình thích màu trắng nên bây giờ mình hành thiền ấy, tâm lý của mình nó sẽ thích màu trắng. Có những người sao cứ thích màu đen. Vậy nên là đấy là vì để cho phù hợp với căn tính của mỗi một chúng sinh, mỗi người khác nhau. Cho nên là Đức Phật mới là cái người thấy rõ được căn cơ của mọi người. Đức Phật biết là người này hợp với màu trắng thì Ngài sẽ dạy luôn ca si ná trắng. Đấy, như là có vị Đức Phật
dạy đưa cho một cái tấm vải trắng này, cứ cứ dạy vị ấy niệm nao bụi này, mà vị đấy chứng đắc được thiền rồi, vị đó chứng đắc được đạo quả. Có những người thì Đức Phật biến ra cái bông hoa màu đỏ, mà vị ấy hay niệm đỏ đỏ đỏ, rồi vị ấy chứng thiền. Có người thì màu đen, có người màu trắng khác nhau. Vậy thì đấy là tùy từng người. Và cái sự thực hành thì nó giống như nhau thôi. Cái phương pháp thực hành thì các casina đều giống nhau. Người nào hành casina đen niệm đen, người nào hành casina trắng thì niệm trắng trắng, người nào hành casina vàng thì niệm vàng vàng, người casina đỏ thì niệm đỏ đỏ, thì đều như nhau hết. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa sư, con muốn hỏi là nếu mà mình thiền casina mình niệm đen thì mình niệm bằng thì thầm bằng miệng hay là mình niệm bằng tâm hả? Niệm bằng tâm nhé. Trong tất cả các pháp thiền không có một pháp nào niệm bằng miệng hết, không có một pháp nào niệm ra thành tiếng thành lời, mà tất cả các pháp ấy đều niệm ở trong tâm hết. Cả niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng vậy nhé, không được niệm ra thành tiếng. Còn các casina này cũng thế, tuyệt đối không niệm ra tiếng, và mình chỉ niệm cái khái niệm ở cái bước bắt đầu thực hành thôi. Còn khi mà nó đã thể nhập, mà đã đạt được cái định vững chắc rồi thì buông hết các khái niệm ra. Nên là khái niệm nó chỉ dùng trong bước ban đầu thôi, niệm thầm thầm trong tâm. Dạ, dạ. Thưa sư, nếu mà con niệm bằng miệng á thì con dễ duy trì thiền, nhưng mà nếu mà con niệm bằng tâm á, cái tự nhiên có nhiều lúc quá con không có niệm được cái chữ đen nữa, kiểu như con rối quá con không có niệm được chữ đen nữa sư. Như vậy thì không phù hợp với pháp thiền đấy, thì quay về hành thiền hơi thở, và tuyệt đối không niệm bằng ra tiếng nhé. Dạ. Phải thực hành bằng tâm. Tất cả các pháp thiền phải thực hành bằng ý thức của mình hết. Nên là hãy phải kham nhẫn, phải rèn cho mình cái cách tu tập bằng nội tâm như vậy, cho quen đi. Dạ, thưa sư, đây là lần đầu tiên con thọ bát quan trai, nên là con không có biết là con có được lấy điện thoại để bật phim xem, hay là bật điện thoại nghe nhạc, hay là xem những video ngắn giải trí không sư? Trong một ngày một đêm, tức là nếu như trong đã thọ bát quan trai giới trong ngày hôm nay, thì từ bây giờ cho đến rạng sáng ngày mai mình không được xem những cái đấy. Yeah. Không được xem ca nhạc, không được xem múa hát, không được xem phim truyện. Và hãy hành thiền cho nó miên mật, giữ giới và hành thiền miên mật trong một ngày một đêm này. Ai mà đã thọ bát quan trai giới rồi thì tối hôm nay không được ăn tối nhé. Mình có thể uống nước, đường, nước, trái cây ép đấy nhé, nọc hết bã đi, và uống cái nước trái cây cũng được, nước mật ong cũng được, chứ không được ăn không được ăn bữa tối, thì cái sự bát quan trai đấy nó mới thành tịnh. Còn nếu mà mình mà thọ giới rồi mà phạm giới là mình sẽ có tội nhá. Dạ, con cảm ơn sư. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, trong pháp hành thiền chỉ hiện tại mình đang thực hành ạ, thì phương pháp này nó có một lộ trình nào rõ ràng từ bắt đầu cho tới kết thúc, và nếu có xin sư cho con biết rõ cái lộ trình đó nó như thế nào, và cái phương pháp hành thiền casina trắng ngày hôm nay chúng ta đang ở đâu trên cái lộ trình đó, xin tri ân sư ạ. Tất cả các pháp thiền thì nó đều có lộ trình hết. Nó như là thực hành thiền niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì sẽ cứ niệm như thế, và cho đến khi nó nhất tâm định tĩnh, và nó cũng sẽ xuất hiện ánh sáng, và đến khi nào cái ánh sáng nó duy trì liên tục được 2-3 tiếng không gián đoạn, và cái ân đức ấy nó duy trì ở trong tâm mình liên tục 2-3 tiếng trong cái thời thiền suốt, tức là suốt thời thiền đấy, mình ngồi 1 tiếng hoặc 2 tiếng hoặc 3 tiếng mà đều đều liên tục không gián đoạn, thì coi như mình đã đắc định. Và cái pháp thiền niệm ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì chỉ vào được đến cận hành định là hết, và lúc đấy là đã coi như đã thành công. Nhưng mà để mà đạt được đến cái thành tựu ấy cũng không phải là dễ, phải chuyên tu một thời gian dài. Còn niệm về casina đen vàng đỏ trắng hay là bất cứ một casina nào vậy, thì cái bước đầu này nó chỉ là một bước khởi đầu,
Nhưng cái sự thực tập trong buổi hôm nay chỉ là bước khởi đầu. Còn thành tựu được kết quả thì lại tùy thuộc vào từng người. Có những người hành ngày đầu tiên đã có sơ tướng. Có những người phải hành rất nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng mới có. Và cái sự thực hành này không ai giống ai. Có người rất nhanh, có người rất chậm. Và khi mà đã thực hành, mà khi nó đã bắt đầu có cái nimitta, có ánh sáng, có sơ tướng rồi, và cả một cái quá trình để mà chứng đắc được sơ thiền, rồi lên nhị thiền, lên tam thiền, lên tứ thiền, thì cũng không phải dễ. Nên kể cả khi mình ngồi ở đây nó có ánh sáng thì không khó. Cái người hành thiền mà để nó vào được nimitta, có một chút ánh sáng thì dễ thôi. Nhưng mà để phát triển cho nó vào đến an chỉ định thì rất là phải có những cái điều kiện, những cái yếu tố phù hợp. Như là mình phải có một cái chú xứ phù hợp. Cái người đấy muốn chứng đắc được thiền thì phải có một cái tịnh thất riêng biệt, tức là phải ở độc cư, tức là phải sống một mình, và phải hành thiền miên mật hàng ngày. Một ngày phải ngồi 4 tiếng, 6 tiếng hoặc 8 tiếng, và hành ngày nào cũng thực hành như vậy, thì dần dần mình mới vào đến cận định. Tức là khi nào nó duy trì cái ánh sáng đấy được liên tục 1 tiếng này, để nó tăng lên 2 tiếng này, nó tăng lên 3 tiếng. Để đến một cái giai đoạn nữa, khi nào nó duy trì được liên tục 1 tiếng là mình phải mở rộng nó ra, mở rộng cái ánh sáng ra khắp không gian. Rồi sau đó mình gom về một điểm ở trước mặt và mình cứ trú ở đấy, và mình cứ duy trì được cái ánh sáng đấy liên tục 1 tiếng, 2 tiếng, 3, 4 tiếng, rồi đến khi mà nó có thể sáng suốt ngày, suốt đêm được cái, thì mình mới vào được sơ thiền. Thì cái giai đoạn, đến cái giai đoạn đấy mình lại phải tiếp tục, phải có cái những cái có cái sự hướng dẫn, tức là mình phải có một vị thầy hướng dẫn mình kiểm tra các thiền chi đấy, của sơ thiền đấy. Thì mình hành thuần thục năm pháp thuần thục, nhập thiền bất cứ lúc nào, xuất thiền bất cứ lúc nào, kiểm tra các cái thiền chi, phản kháng các thiền chi. Khi mà thuần thục được năm pháp đấy rồi, mình mới có cái sự thực hành là lên nhị thiền. Lên nhị thiền thì rất là dễ thôi, mình chỉ loại bỏ tầm tứ, cái đấy là nó sẽ lên được nhị thiền. Rồi sau đó hành thuần thục với nhị thiền thì mình phân biệt các thiền chi của nhị thiền đấy, rồi loại bỏ hỷ nên tam thiền. Rồi sau đó mình thuần thục các thiền cái với tam thiền này thì sẽ loại bỏ thiền chi nạp rồi nên tứ thiền. Nhưng các cái thiền chi này nó chỉ rõ ràng với một cái người đã thực hành đến cái giai đoạn đấy mới thấy được các thiền chi. Còn nếu người nào mà mình chưa vào được đến cái định thâm sâu đấy thì mình không thể thấy được các thiền chi, và mình không thể tưởng tượng ra các thiền chi nó như thế nào. Mình chỉ khi nào mình thực hành mà mình giữ được cái tợ tướng đấy, cái nimitta, cái ánh sáng đấy liên tục 2, 3, 4 tiếng liền không gián đoạn, rực rỡ liên tục vậy, nó vắng bặt đi năm triền cái. Tức là trong lúc ngồi nó không có khởi lên một chút phiền não gì, không có tham dục, không có hôn trầm, thụy miên, không có trạo hối, không có hoài nghi, không có cái sân hận, những cái phiền não ấy nó không xen tạp vào nữa, thì lúc đấy mới vào được sơ thiền. Còn mình ngồi mà nó còn phóng tâm năng xăng, nó còn có những cái tạp niệm, còn có những cái phiền não nen nổi vào thì nó vẫn chưa đắc được cái thiền định, nó vẫn chưa vào được cái nội trình cao. Vậy nên là phải tập từng bước một, dần dần đi từ thấp đến cao như vậy. Rồi sau khi mình đã thực hành cho nó đến khi nó viên mãn với cái thiền định rồi, thì sau đó mình từ cái thiền định này chuyển sang thiền quán, chuyển sang thực hành thiền Vipassana. Thì đến khi mà mình thực hành Vipassana, mình phân biệt ra thân năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi mình có cái định sâu rồi thì chuyển sang hành thiền quán. Mình quán đến đâu nó sẽ thấy pháp đến đó, nó thấy ra được năm uẩn đến đó. Thì đấy là những cái bước tiếp theo nữa. Vậy thì cái nội trình thực hành theo như ở trong thanh tịnh đạo, đầu tiên là thực hành cho tâm thanh tịnh, sau đó là hành đến kiến thanh tịnh, rồi đoạn nghi thanh tịnh. Kiến thanh tịnh là phân biệt ra năm thân năm uẩn, đoạn nghi thanh tịnh là thấy được cái pháp duyên khởi, quán 12 nhân duyên, rồi đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, đạo hành chi kiến thanh tịnh, rồi cho đến khi nào mình đạt đến sự chi kiến thanh tịnh đó thì cũng đi từ thiền chỉ đến thiền quán. Dạ, con cảm ơn sư. Cũng câu hỏi đó, nhưng con xin mở rộng ra một chút xíu. Nếu trong việc hành thiền của mình với những
cái như sư mới nói vừa rồi thì việc giữ giới, việc học những cái có liên quan như là năm triền cái, những phiền não chướng, rồi những cái thanh tịnh đạo, những cái liên quan tới thanh tịnh đạo, thì chúng con sẽ phải nên bắt đầu từ giữ giới như thế nào, giữ bao nhiêu giới, hoặc là bắt đầu học những cái kiến thức cơ bản về những từ ngữ đó để chúng con nhận diện được tốt, thì chúng con phải phải học từ cái thứ tự như thế nào, xin sư nói cho chúng con được rõ ạ. À, nếu như mà mình ở trong một cái trường thiền, ở trong một thiền viện mà thực hành ấy, thì mình cứ chuyên tâm thực hành, hành đến đâu thì vị thầy sẽ hướng dẫn mình đến đấy. Còn nếu như mình chưa có cái điều kiện để chuyên tu, chuyên tâm thực hành và mình vẫn còn kết hợp hành với học, thì pháp học nào nó cũng liên quan đến pháp hành hết. Trong các pháp của Đức Phật, các pháp học thì nó đều liên quan pháp hành. Mình có thể học theo vi diệu pháp cũng được, học theo thanh tịnh đạo cũng được, học theo các kinh trường bộ, trung bộ cũng được. Nhưng mà cái thiết thực hơn, sát với cái pháp hành hơn, đó là thanh tịnh đạo, vi diệu pháp. Thì đi chuyên sâu về pháp thực hành thiền chỉ quán này nhiều hơn thì có thể thực hành pháp ấy. Còn giữ giới hàng ngày thì phải giữ giới bằng những cái giới mà mình thọ trì, năm giới hoặc bát quan trai giới. Những ngày trai giới thì nên thọ bát quan trai giới và giữ một ngày một đêm đây. Còn hàng ngày thì giữ năm giới. Còn nếu như mình chuyên tu thì phải giữ bát quan trai giới thường xuyên hàng ngày. Ngày nào cũng giữ bát quan trai giới kết hợp với hành thiền này thì nó mới tiến triển. Còn nếu như mà có giữ bát quan trai giới, có hành thiền thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Còn nếu như mình không giữ được bát quan trai giới, có hành thiền ấy, thì nó sẽ tiến bộ chậm. Còn giữ giới trên cái phương diện là phải hộ trì phòng hộ các căn ấy, nó mới hỗ trợ cho việc hành thiền này rất là cao. Hàng ngày mình phải tránh những cái cảnh gây ô nhiễm cho nội tâm. Tức là như là có thể mình xem phim nó làm ô nhiễm thì phải từ bỏ xem phim. Nghe ca nhạc múa hát làm cho tâm mình bị ô nhiễm, phải từ bỏ nghe ca nhạc múa hát. Phải từ bỏ rất nhiều thứ, mà tất cả những cái hoạt động mà nó làm cho tâm mình bị năng xăng loạn động. Khi mình chơi những môn thể thao mang cái tính thi đấu ấy, nó loạn tâm rất là lớn và không hành thiền được. Người nói chuyện nhiều hay là mình có những cái ham, những cái vui chơi giải trí ở bên ngoài ấy, nó làm loạn tâm. Và cái đấy mình cũng phải tránh xa, phải từ bỏ. Hoặc là nói những cái chuyện phù phiếm nhảm nhí vô ích, nói những chuyện thô tục liên quan liên hệ đến cái pháp thế gian, nó làm loạn tâm và phải tránh xa, phải từ bỏ. Đấy là giữ giới về cái sự phòng hộ ấy, phòng hộ các căn, phòng hộ những cái tâm mình nó khỏi bị năng xăng. Và giữ giới trên cái phương diện là mình phải xem cái nghề nghiệp, cái việc làm của mình ấy, cái nghề nghiệp mình nuôi sống ấy, nó có chân chánh hay không. Cái người nào mà sống bằng cái nghề không chân chánh ấy, thì hành thiền nó cũng không tiến bộ được. Ví dụ những người nào mà làm những cái nghề mà sát sinh này, hay là buôn bán những cái hàng giả, rượu hay là chất độc, buôn bán vũ khí, buôn bán những cái chất say nghiện, rồi hay là buôn bán súc sinh, buôn bán các cái loài súc vật ấy, buôn bán các con vật sống, tức là làm những cái nghề mà có tội lỗi là không chứng được thiền. Người đấy có tu cũng không tiến bộ được, không chứng được thiền. Vậy đấy là cái nghề nghiệp nuôi sống của mình, phải là sống bằng cái nghề nương thiện, không được sống bằng cái nghề bất thiện. Đó gọi là nuôi mạng thanh tịnh. Thì cũng cái này nó cũng liên quan đến cái con đường tu tâm này, cái con đường tu để thành tựu được những pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Thì nó liên quan đến cuộc sống của mình. Cuộc sống của mình phải là cuộc sống hiền thiện, hướng thiện, thánh thiện thì mới tu tập về tâm linh này được. Và cuộc sống muốn tu tập tiến bộ nữa thì mình sống chi túc, sống biết đủ với những cái vật dụng hàng ngày, không tham nam, không đắm nhiễm vào những cái vật chất hàng ngày. Nhà cửa không quan trọng to nhỏ, y áo không quan trọng, cứ có che thân là được. Ăn uống không quan trọng, chỉ cần đủ nuôi sống thân là được.
thuốc men khi nào ốm thì cần để chữa bệnh là được. Đấy, sống đơn giản như vậy không quan trọng nữa, nhưng không chạy theo, không tham đắm vào những cái danh vọng, những cái vật chất ở trên đời thì mới tiến bộ về cái pháp tu giải thoát được. Đấy là những cái giới, đấy là giới hạnh của vị ấy, trong giới hạnh của bậc thánh thì sẽ thành tựu được, mới có thể tu tập tiến hóa được trên cái pháp môn về thiền chỉ thiền quán đây. Dạ, con xin tri ân sư ạ. Dạ, con bạch thầy, con xin phép trình pháp và xin đặt cho thầy một câu hỏi ạ. Trong thời thiền đầu tiên buổi chiều hôm nay thì khi mà con nhắm mắt và con niệm tóc và sau đó con chuyển sang là tóc bất tịnh, thì lúc đó tâm con cảm thấy khá là ghê sợ, cái cảm giác nó khó chịu lắm thầy. Và con cũng có nghe lời thầy dặn là cứ thản nhiên với nó và mình tiếp tục niệm. Và sau đó con chuyển qua niệm đen thì nó hết và xuất hiện cái ánh sáng ở ngay chính giữa cái vầng trán của mình. Thì cái ánh sáng nó được duy trì cho đến khi thầy thông báo là hết thời thiền. Tuy nhiên đến cái thời thiền thứ hai thì cái cảm giác ghê sợ khi mà niệm tóc bất tịnh nó giảm đi. Tuy nhiên khi mà cái ánh sáng nó đến á, thì con niệm đen một hồi lại cảm thấy là cái vành tai của mình nó mát. Thì có phải lúc đó là con đã bị chuyển sang là cảm thọ và mình phải xả thiền lại không thầy? Cái sự thực hành như vậy là đúng và rất là tốt, và có cái kết quả rất là nhanh chóng như vậy. Khi mà mình niệm về cái sự bất tịnh là nó có cái sự ghê gớm, có sự kinh cảm, là mình cảm nhận được sự bất tịnh thật, thì cái điều đấy là tốt và sẽ phù hợp với cái pháp quán bất tịnh đó. Khi mà niệm đến đen đen thì lúc ấy nó không còn cái sự ghê gớm kia nữa, và nó sẽ có ánh sáng là như vậy, và nó duy trì được ánh sáng mà được khoảng thời gian dài như vậy thì rất là tốt. Và cứ tiếp tục niệm đen đen, khi nào nó duy trì được cả tiếng hai tiếng thì nó mới ổn định, mới vững chắc được. Còn trong lúc ngồi nó vẫn xen tạp những cái cảm thọ, nó xen tạp những cái vọng tưởng khác vào thì mình cứ nằm nơ nó đi, chứ không như thế cũng không ảnh hưởng gì cả. Có những lúc mình sẽ, nếu như đến một lúc nào đấy nó sung mãn lên, mình sẽ cảm thấy toàn thân mình nó nhẹ bẫng đi, như không còn trọng lượng đi. Đến cái giai đoạn nó sung mãn, cái định nó sung mãn, ánh sáng nó sung mãn, là nó không còn những cái cảm giác trên thân này nữa. Nhưng mà mình cũng không được bận tâm, không quan tâm đến nó. Hay là đến một cái lúc nào đó nó sung mãn lên, mình cảm thấy nó có một cái hỉ nạc rất là mạnh, mình cảm thấy toàn thân mình nó có một cái trạng thái an lạc, có một cái niềm an vui, và mình cũng không được đi theo nó, đấy cũng là cảm thọ. Nhưng mà mình cứ làm nơ nó đi, phất nờ nó đi, không bận tâm, không quan tâm đến nó. Và có lúc thì nó nóng, có lúc thì nó lạnh, có lúc thì nó nặng, có lúc nó nhẹ. Mỗi lúc này nó có những cái cảm giác, có những cái cảm thọ khác nhau, nó sẽ khởi lên, và mình không bao giờ bận tâm đến nó thì là không là được. Còn mình cứ đi theo nó thì là sai, còn không, còn phất nờ nó đi thì và cứ tiếp tục thực hành chứ không cần phải xả thiền ra vậy nó lại mất cái, nó lại làm cho cái định mình nó không phát triển được. Nên là ngồi được càng lâu càng tốt, duy trì được càng lâu càng tốt. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Dạ con xin đỉnh đệ sứ ạ. Dạ thưa sư, cho con hỏi là lúc con thiền con niệm đen 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 thì tự nhiên là nó bưng sáng một cái, giống nó chớp sáng một cái rất là sáng trắng trắng xanh, rồi từ từ đó nó lăn dần xuống mình rất đánh khoảng chừng chắc một phút thế ạ. Sau đó con thế nữa, con cảm ơn sư. Thì đừng quan tâm đến nó nhé, đừng bận tâm đến nó, quên nó đi và cứ tiếp tục nghĩ đến cái màu đen đấy, và cứ tiếp tục niệm tiếp, lại tiếp tục niệm đen 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 tiếp. Chứ nó bừng lên một cái vậy nó biến mất là do mình động tâm. Khi mình thấy cái là mình đi theo nó cái nó mất đi. Còn mình phải nằm nơ nó đi, phất nờ nó đi, không bận tâm đến nó cơ, thì nó mới giữ được. Lần sau ngồi thì cứ tiếp tục niệm chứ đừng đi chạy theo nó, đừng bị dao động. Tâm của mình không bị dao động thì nó không mất, còn mình bị dao động là nó mất. Còn chứ anh sư ạ.
Dạ, con kính bạch sư là thời khóa thiền đầu thì con niệm tâm bất tịnh thì con lại không thấy cái tâm mình bất tịnh mà nó lại phóng dật rất là nhiều. Là con quay về hơi thở của chính con thì con lại thấy nó lại định lại được. Rồi con lại làm cái tâm bất tịnh lại lần nữa thì nó lại phóng tiếp. Rồi con lại quay về hơi thở thì con quay về hơi thở thì con thấy người con nhẹ bâng hơn. Rồi thời thiền thứ hai của con thì lúc con ngồi thì con cảm giác như cái chân của con bị đau. Thì con niệm là tê 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 tê, thì cảm giác như lúc đó là bị mất cơn tê đi. Và nó làm cho người của con nó nhẹ bâng đi. Và con quan sát nó thì nó lần lần cái người con nó không phải là con nữa. Thì con không biết đó là cái gì ạ? Nếu mà thực hành cái casino đen mà nó không phù hợp thì thôi, thì cứ tiếp tục thực hành hơi thở. Nhưng không nên đưa tâm xuống dưới người, không nên quan sát cái chỗ nó tê và cái chỗ nó đau ở dưới chân. Thì khi đang quan sát hơi thở, đưa tâm xuống dưới người một cái, nó bắt vào cái phong đại, nó bắt vào cái tính gió ở trên người ấy. Và lúc ấy mình cảm thấy nó toàn thân mình nó nhẹ bẫng lên là do nó bắt vào cái tính gió ở trên toàn thân, do mình dẫn tâm xuống dưới thân nên nó bắt vào trạng thái đấy. Cho nên là nhiều người ngồi thiền làm sao nó cứ bị nắc nư, nó trao đảo ấy, là do vừa quan sát hơi thở lại vừa quan sát xuống dưới người, nên nó bắt vào cái gió ở trên người, nên nó cứ chuyển qua chuyển lại như thế đó. Và mình cảm thấy nó nhẹ bẫng lên là vậy đó, vì nó bắt vào cái gió ở trên người mình cho nên nó nhẹ vậy đấy. Mà gió thì nó luôn luôn chuyển động. Và nhớ lần sau chỉ để tâm vào một điểm nhỏ trên này thôi. Dù nó đau chân hay tê chân thì đổi chân, chứ đừng chuyển tâm xuống đấy, đừng niệm tê tê, đừng niệm đau đau. Đấy không phải là cái pháp thiền hơi thở, mà làm vậy nó bị gián đoạn, làm mất chánh niệm và làm cho định bị yếu đi, không phát triển được. Con cảm ơn sư ạ. Dạ con thưa sư là có một vị nhờ con đặt câu hỏi, đó là sư có thể dạy cho chúng con lộ trình tu học mà sư đang hướng dẫn chúng con bắt đầu và kết thúc từ đâu? Và câu thứ hai là lúc niệm đen đen, vậy lúc đó tâm đặt trên hình ảnh trong tâm hay đặt ở chỗ đen trên mái tóc của người khác cách mình 1 hoặc 2 mét ạ? Con tri ân sư. Cái lúc mà mình niệm cái đen đen đấy thì đầu tiên niệm tóc tóc thì mình phải để tâm ở cái mái tóc của người khác ấy, để tâm đấy. Sau đó niệm đen đen mình vẫn phải để tâm ở đấy, để tâm ở chỗ tóc ấy. Và chỉ đến khi nào nó xuất hiện cái ánh sáng rồi thì cái ánh sáng ấy nó tự động nó tiến sát về trước mặt mình, lúc đấy mình phải để tâm vào ánh sáng, vẫn niệm đen đen tiếp. Đấy là cái pháp như vậy. Thì trong cái quá trình mà sư hướng dẫn pháp thiền thì sư sẽ hướng dẫn tất cả các pháp, rồi mọi người sau đó ai phù hợp với một pháp nào thì lựa chọn cho mình một pháp phù hợp. Ví dụ như 10 ca sĩ ná mình chọn vậy, mình hợp với pháp nào thì mình hãy chuyên sâu thực hành pháp ấy. Hoặc là người nào hợp với hơi thở thì cứ thực hành thiền hơi thở. Và những cái pháp thiền hỗ trợ bảo hộ như là giải tâm từ, niệm ân đức Phật, pháp tăng, thì mỗi ngày mình hãy niệm một chút, dành ra khoảng 15, 20 hoặc 30 phút để niệm, làm cho tâm mình nó hoan hỷ lên. Hoan hỷ lên thì đến lúc mình thực hành các cái pháp khác nó sẽ nhanh có kết quả hơn. Như là niệm ân đức Phật khoảng 15 phút rồi sau đó quay sang hành thiền hơi thở hoặc hành thiền ca sĩ ná này thì nó sẽ nhanh hơn. Còn sau đó mình phải chuyên tâm hành một pháp thiền, đó là thiền hơi thở hoặc một ca sĩ ná nào đấy, phải hành cho đến khi nào mình có được ánh sáng, và khi nào mình phải duy trì cái ánh sáng liên tục được 2-3 tiếng liền không gián đoạn. Thì đến cái giai đoạn ấy mới đi kiểm tra các chi thiền. Nếu ai mà hành được đến giai đoạn đấy thì phải trình pháp với sư thường xuyên hơn, nhiều hơn. Nếu mà hành thiền ở đây thì trình pháp qua điện thoại cũng được, sư có thể hướng dẫn qua điện thoại cũng được. Nhưng thực ra chỉ những người nào chuyên tu, có những cái tịnh thất riêng, có cái đời sống độc cư, có cái sự hành thiền miên mật hàng ngày mới phát triển vào đến các tầng thiền được. Còn đại đa số mọi người chỉ tranh thủ hành thiền một chút thì hầu như không ai thành công được, không ai có thể phát triển đến vào được các tầng thiền. Còn ai mà phải chuyên tu miên mật thường xuyên hàng ngày
một ngày ngồi thiền 4, 6 hoặc 8 tiếng thì mới phát triển được, và phải một thời gian dài mới phát triển được. Thì đấy là những người có chuyên tu thì mới tiến vào các tầng thiền định được, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi sau đó tất cả những cái pháp thiền định này chỉ là nền tảng để phát triển thiền tuệ. Cái giai đoạn hành thiền tuệ đấy mới là cái pháp quan trọng nhất. Phát triển về phân biệt danh sắc, quán về duyên khởi, quán về tam tướng vô thường khổ vô ngã, quán về các cái pháp sinh diệt. Thì tùy theo khả năng của mỗi người, ai cứ tập được đến đâu thì khi mình tập. Dạ, còn Phật tử nào hỏi không ạ? Hỏi một câu hỏi cuối. Dạ rồi, mời chị hỏi câu hỏi cuối xong rồi kết thúc. Dạ. Con xin kính đảnh lễ sư ạ. Con xin được trình pháp là trong hai thời thiền mà niệm tóc đen ấy, thì lúc đầu cả hai thời thiền con đều nhận thấy ánh sáng rất là nhanh. Nhưng mà cái sự phóng tâm của con nó lôi con đi cũng rất là mạnh. Nhưng khi con thực hành thiền hơi thở thì con an trú trên hơi thở thì nó ít phóng tâm hơn. Vậy thì như cách của con như thế thì là con nên niệm hành thiền gì để cho nó được an tâm nhất ạ? Con xin niệm ơn. Nếu như khi hành thiền hơi thở mà mình cảm thấy nó an hơn, hoan hỉ hơn thì cứ hành thiền hơi thở. Nhưng mà con cảm thấy là nó không có ánh sáng mấy ạ. Nó chỉ là ví dụ như là thấy ít ánh sáng hơn. Như khi con ở trên chùa này thì con hành thiền gì con cũng cảm thấy nó rất là dễ có ánh sáng. Nhưng mà khi con về nhà thì con cảm thấy nó không có ánh sáng. Mà nó không bị, con hành thiền hơi thở thì nó không bị phóng tâm nhiều. Cái lúc mới hành, khi mình hành một pháp thiền mới và nó sẽ mất mấy buổi đầu tiên, nó chưa quen. Nó chưa quen thì cái định nó cũng chưa được sâu. Và nó vẫn còn nhiều cái phóng tâm. Và mình phải tập nhiều ngày. Có thể là 3-4 ngày hoặc một tuần sau nó trở nên thuần thục rồi. Thì lúc đấy nó mới có hỷ nạc khinh an, nó mới sung mãn, nó mạnh mẽ lên. Thì lúc đấy cái phóng tâm nó cũng sẽ bớt đi. Chứ còn những cái buổi đầu tiên thực hành nó vẫn còn chưa quen thuộc lắm. Nó chưa đạt được định cao, nó chưa đạt được định sâu. Nên là nếu mình cảm thấy hoan hỷ với pháp nào thì cứ thực hành pháp đấy. Dạ vâng, vậy thì về nhà con cố gắng thực hành cái pháp niệm đen một thời gian xem nó có hoan hỷ hơn không ạ? Dạ vâng, con xin niệm ơn sư ạ.